Xin thú thiệt các bạn là nghệ sĩ bài bá đàn tranh, tức là nhạc soạn giả Vĩnh Châu, là đối với tôi là hồi nào tôi giờ khi tôi biết cầm cái đàn là tôi đã mê ông rồi, mê tới giờ luôn. Ông là người thầy của tôi. Tôi cũng chia sẻ với bạn là nghệ sĩ Vĩnh Châu có một cái công rất là lớn, nhưng mà tôi không hiểu tại sao không có nhiều người nhìn nhận. Tức là ông đã phát minh ra một cái trường phái rất hay là tân cổ giao duyệt. Hồi xưa thì ca cổ không à, nhưng mà ông là người phát minh ra ca tân với cổ rất là hay, cho tới bây giờ luôn vẫn sử dụng, vẫn hiệu quả. Thì tôi xin bổ sung cái ý cho bạn là về soạn giả Vĩnh Châu như thế. Ngoài cái sáng tạo để hát tân cổ giao duyên ra thì nghệ sĩ Vĩnh Châu, ông soạn giả là ông lại là cái người tiên phong để viết vọng cổ hài, tức là nghe vọng cổ nhưng mà cười, cười đau cả bụng. Và ông phát hiện ra một nghệ sĩ nổi tiếng tới bây giờ luôn là nghệ sĩ Văn Hương, ca hài rất là hay. Cho tới bây giờ thì chưa có một nghệ sĩ nào mà ca vọng cổ hài hay hơn nghệ sĩ Văn Hương. Tức là bổ sung những cái ý kiến của tôi cho bạn để bạn tiếp thu. Cảm ơn bạn.